Xin kính chào và cảm ơn quý vị các anh chị và các bạn đang xem video của tôi. Thưa quý vị các anh chị và các bạn, hôm nay tôi xin được giới thiệu với quý vị các anh chị và các bạn cách phá khóa màn hình điện thoại Samsung A21 và xóa xác minh tài khoản Google của điện thoại Samsung A21 chạy hệ điều hành Android 10. Thưa quý vị các anh chị và các bạn, đây là khi một chiếc điện thoại bị khóa màn hình như này thì chúng ta không thể mở được và chúng ta cũng không thể tắt nguồn đi được đâu ạ. Bây giờ tôi xin được giới thiệu quý vị các anh chị và các bạn cách để chúng ta cách để chúng ta phá khóa mật khẩu màn hình của chiếc điện thoại này và chúng ta xóa xác minh tài khoản Google nếu như điện thoại đã cài tài khoản Google. Bây giờ chúng ta bấm cho phím màn hình nó sáng lên này, ta bấm phím giảm âm lượng và phím nguồn. Sau khi mà màn hình nó tắt đi thì là ta bỏ phím giảm âm lượng và phím nguồn ra, ta lại bấm phím tăng âm lượng và phím nguồn lần nữa. Đây ạ. Thưa quý vị anh chị và các bạn ạ. Đây ta bấm phím giảm âm lượng và phím nguồn này. Cho nó sáng lên này, bấm phím giảm âm lượng phím nguồn này, đấy nó lên cái này, tắt đi này, ta lại bấm phím tăng âm lượng và phím nguồn, khi điện thoại đã vào chế độ recovery như thế này thì chúng ta di chuyển xuống cái dòng thứ 5 này ạ, có cái dòng chữ dùng phím giảm âm lượng này, di chuyển sang dòng thứ 5 này. Có cái chữ viết data này, factory reset này. Đây. Đây là chúng ta bấm phím dùng phím nguồn để chúng ta chọn di chuyển xuống dưới ạ. Factory data reset. Đây. Chúng ta dùng phím nguồn để chúng ta chọn. Thưa quý vị các anh chị và các bạn, khi mà chúng ta bấm vào cái phím nguồn để chọn cái này thì là sẽ chúng ta phải xác định là điện thoại của chúng ta trên 50% pin và những dữ liệu trong điện thoại sẽ bị xóa hết. Để chúng ta dùng phím nguồn bấm lại ngay ở cái dòng đầu tiên này, Reboot System Now này, chọn. Đấy. Bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi đợi. Đây là chiếc Samsung Galaxy A21s mới nhất bây giờ. Chạy hệ điều hành Android mới nhất bây giờ. Cái công việc của chúng ta là bây giờ chúng ta ngồi đợi thôi ạ. Thưa quý vị các anh chị và các bạn ạ. Tôi là một nông dân, ban ngày thì làm chuyên về điện thoại, tôi là một chuyên gia về điện thoại. Tối về là tôi gia đình tôi có chăn nuôi thêm rắn. Nhà tôi nuôi rắn hổ mang. Và gia đình tôi nấu cao rất là nhiều. Đây là xin thưa quý vị các anh chị và các bạn, đây là cao rắn hổ mang toàn tính, cao rất là tốt cho hỗ trợ rất là tốt cho các bệnh xương khớp. Những người nào bị xương khớp thì dùng cao rắn hổ mang rất là tốt. Hôm nay nhân tiện là việc giới thiệu cách xóa xác minh tài khoản Google và mở khóa điện thoại Samsung A21 và xóa xác minh tài khoản Google chạy hệ điều hành Android 10 cho điện thoại Samsung A21s chạy hệ hành Android 10 mới nhất bây giờ. Tôi cũng nhân tiện được giới thiệu luôn về công việc của tôi. Ban ngày thì tôi là một chuyên gia điện thoại. Gia đình tôi làm thêm nghề nuôi rắn hổ mang. Đây là cáo rắn hổ mang toàn tính của gia đình chúng tôi nấu. Ai có nhu cầu liên hệ thì xin quý vị các anh chị và các bạn liên hệ với tôi theo số điện thoại có trên màn hình đấy ạ, hoặc có thể comment ở bên dưới. Số điện thoại của tôi là 094 654 2798. Rất mong nhận sự ủng hộ của quý vị các anh chị và các bạn. Thưa quý vị các anh chị và các bạn,
phá khóa mật khẩu màn hình điện thoại Samsung thì chúng ta có làm theo đúng tuần tự các bước. Khi mà nếu như đến bước cuối cùng mà vẫn không vào được thì có nghĩa là điện thoại của chúng ta đã cài tài khoản Google, và khi đó chúng ta làm tiếp một bước nữa, đó là xóa xác minh tài khoản Google. Và nguyên tắc xóa xác minh tài khoản Google ấy, là chúng ta làm sao đưa điện thoại được vào được Internet. Mọi lần thì tôi đã không sử dụng một công cụ gì, hôm nay tôi xin được giới thiệu với các bạn một tool để xóa xác minh tài khoản Google. Cái tool này thì tôi đã để đường link tải tải ở dưới phần mô tả, và driver của máy tính tôi cũng để ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể truy cập vào cái đường link đó và tải những driver và tool về để chúng ta xóa xác minh tài khoản Google của điện thoại Samsung A21s chạy hệ điều hành Android 10. Làm nghề điện thoại thì chúng ta không thể sốt ruột được, chúng ta cứ bình tĩnh nhận nha làm. Điện thoại đang xóa tất cả các dữ liệu ở trong bộ nhớ của máy và sẽ reset lại trong chốc lát. Rất mong quý vị đừng sốt ruột ạ. Khi mà sử dụng tool thì chúng ta nhớ là phải cài driver cho máy tính và tải cái tool ấy về. Và cái tool ấy chỉ cần phải không cần phải cài đặt, chỉ mở giải nén và mở lên và chạy luôn. Điện thoại đang khởi động lại ạ. Đó. Bây giờ chúng ta làm theo hướng dẫn nha. Đồng ý. Tiếp theo. Ok. Đó, khi mà điện thoại đã cài đặt tài khoản Google ấy, thì nó yêu cầu bắt buộc chúng ta phải kết nối với Wi-Fi. Đó, không thể bỏ qua được đấy ạ. Cái chữ bỏ qua nó đã mờ đi đấy ạ. Đó, do đó chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải kết nối với Wi-Fi để xác minh tài khoản Google. Đó, chúng ta đã kết nối Wi-Fi. Bây giờ thì chúng ta cứ đợi nha. Làm cái nghề điện thoại thì chúng ta không thể sốt ruột được. Cứ nhận nha là làm sao cho nó đúng, cho nó đủ thế là được ạ. Muốn hay không muốn thì chúng ta phải có một cái hiểu về có nguyên lý cơ bản của nó. Đó. Vì điện thoại của chúng ta quên mất mật khẩu màn hình thì chúng ta phải làm cái bước gọi là xóa mật khẩu, phá khóa mật khẩu màn hình. Thì chúng ta có vẽ lại cũng không đúng.
Chắc là không được. Bây giờ chúng ta sử dụng cái tài khoản Google của tôi để thay thế. Và nếu như khi mà quý vị các bạn nhớ tài khoản Google ấy, tài khoản email cái Google này này, thì chúng ta nhập cái tài khoản Google vào đây và chúng ta làm tiếp các bước tiếp theo. Thế nếu như chúng ta không thể nhớ được cái tài khoản Google này nữa, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm cái bước gọi là xóa xác minh tài khoản Google như này. Đây, nó yêu cầu xác minh tài khoản Google. Thì bây giờ chúng ta có nhớ thì chúng ta nhập tài khoản Google vào đấy, còn chúng ta không nhớ thì chúng ta làm bước gọi là xóa xác minh tài khoản Google. Một lần trước thì chúng tôi giới thiệu với quý vị các bạn cách của tôi là tôi làm bo ở trên máy không cần dùng máy tính. Hôm nay tôi sử dụng một cái tool để chúng tôi làm cái việc đó là xóa xác minh tài khoản Google. Đây ạ, thưa quý vị các anh chị và các bạn, đây là cái tool. Đây thưa quý vị các anh chị và các bạn, đây là cái tool. Cái tool này tôi đã để link tải ở dưới và chúng ta tải về máy tính chúng ta làm. Còn đây là bây giờ thì chúng ta kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp. Đó. Thế thưa quý vị các anh chị và các bạn, khi chúng ta mở tool lên thì nó có như thế này ạ. Đây là cái giao diện của màn hình trên máy tính ạ. Cái tool đang chạy trên màn hình máy tính. Tool này chỉ việc mở lên đấy, không phải cài đặt. Đây chúng ta bấm một cái dòng bypass FRP trên màn hình máy tính nhé. Đây. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta OK. Đó, quý vị có thấy không ạ? Trên màn hình điện thoại nó lên chữ xem đây ạ. Chúng ta bấm một cái chữ xem đây ạ. Đó. Cơ bản là chúng ta bypass cái tài khoản Google của Samsung ấy, là chúng ta làm sao đưa cái điện thoại vào Internet. Bây giờ thì chúng ta có thể tắt tool đi được ạ. Và chúng ta có thể rút cáp điện thoại ra rồi ạ. Đây ạ. Tôi rút cáp ra đây. Chúng ta nhập vào đây. Tìm kiếm chữ Google. Đấy, Google đây. Đó. Bây giờ chúng ta vào cái tìm kiếm của Google đây ạ. Chúng ta nhập chữ Galaxy Store. Đây. Được chưa? Đây, chúng ta vào cái Galaxy Store ứng dụng và dịch vụ đấy của Samsung Việt Nam này. Đó. Chúng ta vào cái dòng chữ hãy thử ngay bây giờ. Chúng ta vào cái tìm hình tìm kiếm ở trên đấy, hình cái kính lúp tìm kiếm đây ạ. Chúng ta nhập vào cái dòng chữ Google Play Server. Đây. Đây, cái dòng chữ Google vào đây server đây, cái dòng chữ đầu tiên này chúng ta bấm luôn vào đây ạ. Đó, chúng ta tải cái ứng dụng đầu tiên đây ạ, chúng ta bấm vào tải về ạ. Đó, bây giờ nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập một cái tài khoản Samsung. Đây, cái này thì bắt buộc chúng ta phải nhập với tài khoản Samsung. Chúng ta hãy đăng ký một cái tài khoản Samsung từ lúc trước đi. Rồi bây giờ chúng ta nhập vào. Đây. Bây giờ tôi có một cái tài khoản Samsung, giờ đây tôi nhập vào. Đây ạ, tài khoản Samsung của tôi ạ. Bây giờ chúng ta nhập cái mật khẩu vào đây ạ.
Tôi xin phép nhập mật khẩu ạ. Khi chúng ta nhập mật khẩu vào cái này, chúng ta vào đăng nhập. Đó, chúng ta vào phần tôi đã đọc và đã đồng ý ạ. Nó sẽ gửi một cái mã đến cái tài khoản của mình. Bây giờ chúng ta nhập cái mã mã vào. Tôi nhập sai. Đó, cái này đang cài đặt, cái phần mềm này đang cài đặt ạ. Bây giờ chúng ta bấm vào đây ạ, để chúng ta mở nó lên ạ. Chúng ta di chuyển xuống cái dòng cuối cùng ạ. Chúng ta có nhìn thấy cái dòng thứ hai từ dưới lên này không ạ? Đây ạ, dịch vụ của Google vào đây ạ, chúng ta chạm vào đây ạ. Bây giờ thì chúng ta nhập một cái mẫu hình mới mà chúng ta vì cái mẫu hình cũ chúng ta không nhớ rồi. Bây giờ chúng ta nhập cái mẫu hình mới. Bây giờ chúng ta chạm vào cái mẫu hình. Bây giờ chúng ta nhập một cái mẫu hình mới dễ nhớ nhá. Đây, đây. Tiếp tục. Đây ạ. Xác nhận. Đấy. Chúng ta có thể bỏ qua. Bây giờ thì xong rồi ạ. Gần như xong rồi, bây giờ chúng ta quay lại ngay từ đầu. Quay lại luôn từ đầu luôn. Đó, ta chào đây này. Ta bấm đồng ý này. Bây giờ chỉ làm theo hướng dẫn thôi. Cơ bản là chúng ta vào được internet. Đó. Bây giờ thì chúng ta vẽ cái mẫu hình mà chúng ta vừa với vẽ đấy. Đây ạ. Đó. Chúng ta thấy chưa? Bây giờ cái dòng Google này nó có cái dòng chữ bỏ qua này. Bây giờ chúng ta bỏ qua. Đây, quý vị thấy không ạ? Có chữ bỏ qua này, chúng ta bỏ qua. Đấy, vẫn bỏ qua này. Bây giờ thì xong rồi. Rất đơn giản thế ạ. Chấp nhận ạ. Chúng ta không cần thiết cái này ạ. Chúng ta ok. Thưa quý vị các anh chị các bạn, tôi đã vừa giới thiệu với quý vị các anh chị và các bạn cách mở phá khóa màn hình điện thoại Samsung A21s chạy hệ điều hành Android 10 và xóa xác minh tài khoản Google của điện thoại Samsung A21s chạy hệ điều hành Android 10 mới nhất ạ. Chúng ta không cần đồng bộ ạ.
hướng dẫn tiếp theo. Thưa quý vị các anh chị và bạn ạ, bây giờ chúng ta đã hoàn tất ạ. Tôi xin cảm ơn quý vị các anh chị và các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin quý vị các anh chị và các bạn hãy bấm vào đăng ký để theo dõi kênh YouTube của tôi và theo dõi các video tiếp theo của tôi ạ. Tôi xin trân trọng cảm ơn ạ. Bây giờ chúng ta vào cài đặt. Đó. Chúng ta đây là thông tin điện thoại đấy ạ. A21S ạ. Đó. Bây giờ chúng ta không muốn cái rắc rối của cái tài khoản Samsung như vừa nãy ấy. Đây là cái tài khoản Samsung đây này. Đó. Thấy chưa? Chúng ta sợ mà chúng ta quên một lần nữa ấy, thì nó cũng rất là phiền phức. Bây giờ thì chúng ta đơn giản thôi ạ, chúng ta xóa cái tài khoản này đi ạ, bằng cách chúng ta vào cái phần cài đặt ạ. Chúng ta xóa tất cả đi ạ, xóa xóa lại như mới ạ. Đây ạ, chúng ta vào cái phần sao lưu và khôi phục đây ạ. Đây, và chúng ta phần vào phổi vân 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 xóa tất cả cài đặt đi ạ. Đây, vào phần đặt lại đây ạ. Đây ạ, chúng ta vào phần khôi phục cài đặt gốc đây ạ. Thì chúng ta xóa đi và chúng ta nhập cái tài khoản Samsung vào. Cái tài khoản Samsung vừa nãy vào để chúng ta xóa tất cả đi ạ. Thưa quý vị các anh chị và các bạn, tôi xin được phép được dừng video của đây ở đây. Tôi xin cảm ơn quý vị các anh chị và các bạn đã theo dõi video của tôi và xin hẹn gặp lại các quý vị các anh chị và các bạn vào những video tiếp theo của tôi. Và tôi xin thưa quý vị các anh chị và các bạn, nhà tôi thì nuôi thêm rắn, tôi có nghề phụ là nuôi thêm rắn, và tôi đã nấu cao. Và thưa quý vị các anh chị và các bạn, ai có nhu cầu sử dụng cao rắn thì sẽ liên hệ với tôi theo số điện thoại 0946542798. Tôi xin trân trọng cảm ơn ạ.